ra và con và cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Còn khi làm xin Chúa giúp đỡ cho nó kinh. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận hai bệnh nhân Trần Văn Tạ 58 tuổi, bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và bệnh dãy nến, và bệnh nhân Nguyễn Văn Thắng 26 tuổi, bệnh ung thư phổi ở giai đoạn 3B, tức là giai đoạn cuối và viêm dạ dày. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho hai bệnh nhân này. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho hai người anh em này, để họ được mạnh khỏe, họ trở về quê hương, họ lo lắng cho gia đình, cho chòm xóm láng giềng, họ phụng sự các đấng mà họ đang tôn thờ. Chúng con cũng cầu xin Chúa chúc phúc lành cho sư thầy Đoàn Văn Sơn đã từ Nam Định, chùa Hiển Châu đã đến đây để đưa Phật tử của mình đến đây để chữa bệnh. Chúng con cũng cảm ơn bác sĩ Đồng ở bên Mỹ và bác sĩ Đề Vũ ở bên Mỹ đã giới thiệu ông Trần Văn Tạ đến đây để chữa lành cho người anh em này. Cha xin cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân này và cầu nguyện cho các sư thầy, cho các bác sĩ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng láng như vậy vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời mọi người ngồi xuống. Hôm nay chúng ta tiếp nhận hai bệnh nhân. Thì bệnh nhân của Nguyễn Văn Thắng là 26 tuổi, thì quê ở Nam Định. Con từ Nam Định vô đây hả? Sư thầy cũng vậy luôn. Đi bằng cách nào vô đây? Thầy đi máy bay. Con cũng đi máy bay luôn. Đi máy bay mấy bữa tới. Ồ, máy bay mà đâu mấy bữa. Quên nữa chứ cha. Hỏi kiểu đó là bởi vì dân không biết khí gì chứ. Máy bay mà họ đi mấy bữa tới. Làm sao thầy biết được ở đây? Bà trai Bình Hậu là cũng qua con đệ tử đây giới thiệu là qua mạng YouTube. Thế là Bình Hậu cũng mở YouTube ra để coi. Nghe phát ra một trai đệ tử có nói là thầy dẫn vô để tìm cha nói lúc chỉ đường cho em nói được qua bất cập. Thầy có thấy là từ xưa giờ thầy có dẫn ai đi vậy chưa? Dạ, chưa. Vậy thì đây là lần đầu tiên thầy dẫn không? Thầy có thấy ngạc nhiên không? Có, ngạc nhiên như thế nào? Thầy có thể chia sẻ cái ngạc nhiên đó. Di Đà Phật, bạch cha cùng quý vị Phật tử rồi cậu cô dì chú bác bệnh nhân thì bần đạo là đúng là từ thời phụng sự Phật Thánh đến giờ là chưa có trường hợp nào dẫn bệnh nhân đi để chữa bệnh như này, nhưng mà nghe hồng ân của cha thì trên cộng đồng mạng nó chia sẻ là chữa được cái bệnh ung thư phổi hiệu quả rất là cao, và có những bệnh nhân đã trở về quê hương thì nghe tiếng đức danh của cha thì cũng cầu xin đức về trên rộng lòng rồi che chở rồi ban cho em con được mạnh khỏe để về với làng xóm, cha mẹ và bạn bè quý Phật tử. Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Cho thầy tràng pháo tay đi. Như vậy thì con là Nguyễn Văn Thắng là sư thầy dẫn con đến đây chữa bệnh. Con phải vui mừng nha. Còn bệnh nhân Nguyễn Văn Tạ thì hai bác sĩ. Thứ nhất là cô trưởng là vợ của bác sĩ Đề Vũ là bác sĩ Mỹ, và bác sĩ Đồng, Nguyễn Văn Đồng là bác sĩ Đông y ở bên Mỹ đã gửi ông Trần Văn Tạ đến đây, nhưng mà hai bác sĩ này trong khi đó là đã không có thời gian ở đây để mà ngồi đây để mà bảo lãnh, thì con phải thay mặt hai bác sĩ đó để con ký tên bảo lãnh nha. Con đồng ý không? Không đồng ý thì thôi chứ. Không đồng ý đâu được ngồi đây không? Ừ. Vậy hôm nay chúng ta tiếp nhận hai bệnh nhân này một cách công khai, danh chánh ngôn thuận. Thì bây giờ trước khi chữa bệnh thì cha sẽ nói cái nguyên nhân gây bệnh nha. Thí dụ như bây giờ đây là một cái miếng ruộng của cha nha. Đây là cha có một cái miếng ruộng. Miếng ruộng thông thường nó hình vuông đúng không? Thầy có làm ruộng bao giờ không? Không. Đây có ai làm ruộng không? À, đó, có làm ruộng. Thì cha cho đây là miếng ruộng. Đây là cái bờ nha. Cái hình vuông này là cái bờ. Đúng không? Bây giờ trong này là nó có lúa. Lúa chắc nó mọc kiểu này cái gì? Phải không? Không lẽ lúa nó mọc ngược xuống vậy? Phải không? Đó là lúa này là cái nổi á. Này là cái đúng rồi. Còn ở trong này là nước. Từ từ theo dõi cha nói chuyện nha. Từ từ theo dõi cha nói chuyện. Ở trong này là nước nha, cái cha gạch cặp này nước, còn cái này là lúa nè, lúa cao ha. Rồi bây giờ cha giả dụ bây giờ mình cho nước vô, mình khai cái mương này, cái mình cho nước vô đó, mình cho nước cái chảy vô, nước chảy vô, mình cho nước vô xong rồi bắt đầu mình đắp ngang đây lại, khóa lại là nước không vô được, mà nước cũng không ra được luôn. Phải nè, nhưng mà tự tới sáng nước rút đi trời ha. Vậy thì tự tới sáng nước nó rút đi thì có ba cách nó rút đi. Một là mình tháo đường này cho nước chảy ra, đúng vậy không? Hai là nước nó rút xuống lòng đất. Ba là nó xì ra những lỗ mồi, đúng không? Vậy thì bây giờ mình mới trừ những nguyên nhân mà tại sao mình cho nước vô rồi mà sáng hết nước, thì mình đi tìm coi là không có ai tháo nước ra hết, phải không nè? Không có ai bữa cái bờ này cho nó bể ra để nước chảy ra, là mình bỏ nguyên nhân này, mình bỏ. Rồi mình tìm một nguyên nhân thứ hai là nước nó rút xuống lòng đất, thì khi mà có người mở nước cho chảy ra là mình xử lý được, còn nước rút xuống lòng đất là mình xử lý không, mình chịu thua nó. Mà ngược lại, nước thì nó rút xuống lòng đất được bao nhiêu thì hay mấy nhiêu, nhưng mà bên cạnh đó mình nhìn thấy có một hai cái lỗ mội trong bờ đó, nó xì ra, phải vậy không? Ví dụ như mình nhìn thấy mấy lỗ nó xì ra vậy nè, thì bây giờ mình làm sao? Mình nhìn thấy mấy lỗ nó xì ra mình làm sao? Mình đắp lại bên đây, hay là mình đắp bên đây? Đắp trong ruộng hay đắp ngoài ruộng? Rồi, trong ruộng hay ngoài ruộng? Tại sao con đắp ở trong? Đầu nước đỡ bể hơn. Thì con đắp ở trong rồi thì con an tâm. Mà nếu con chịu cho diễn chắc là đắp luôn ở ngoài, đúng không? Vậy giờ con đắp luôn ở trong ở ngoài, rồi thì sáng hôm sau con thấy xị lỗ khác nữa, phải không? Xị lỗ khác nữa thì con đắp nữa, phải không nè? Rồi con đắp nữa, rồi sáng hôm sau có xị lỗ khác nữa, con đắp nữa. Bây giờ con đắp mãi, đắp lỗ này xị lỗ kia, giờ con làm sao? Giờ ai người làm ruộng á, xử lý làm sao dùm cha coi? Con đắp lỗ này xì lỗ kia, đắp lỗ kia xì lỗ nọ, đắp hoài nó xì hoài. Làm sao? Làm ruộng mà. Hả? Nó xì lỗ khác. Ừ. Thì đắp rồi nó xì nữa. Hả? Nhưng mà bây giờ mình không muốn bơm, mình muốn giữ nước trong này, hiểu chưa? Mình muốn giữ nước ở trong này. Đó, bây giờ mình thí dụ như sáng nay mình thấy 5 lỗ mình đắp hết rồi, là mình yên tâm. Sáng sau mình thấy nó xì ra 2 lỗ nữa, rồi mình đắp nữa. Rồi ngày mai nó xì 2 lỗ khác nữa, mình đắp nữa. Vậy giờ mình làm sao cho nó hết xì? Hả? Hồi nãy mình tìm cái nguyên nhân là bể bờ là mình đắp lại rồi. Nguyên nhân nước rút xuống là mình chịu thua nó rồi. Bây giờ còn nguyên nhân lỗ mội đi xì mội. Mà hãy mình thấy nó xì mội, mình đắp trong đắp ngoài rồi, đắp xong xì nữa, bây giờ làm sao cho nó hết xì? Cua đục rồi, hay, đó là dân làm ruộng. Cua nó môi lỗ, nó môi cái hang để nó ở, chứ không phải là nó cố tình nó môi cái lỗ đó. Đó, lúc giờ đi tìm hang cua, tìm xong cái hang cua rồi nó vẫn có con cua khác, nó mọc nữa. Bây giờ làm sao? Mình tìm xong cái lỗ đó rồi mình ém cái lỗ đó lại, làm sao? Làm gì? Giết cua. Bởi vậy mới bệnh ung thư. Sát sanh, thầy đồng ý không? Sát sanh. Vậy đâu có lý do nào không bệnh ung thư. Mà trong khi thầy dạy, Đức Phật dạy là không được sát sanh hại vật, mà nó nói giết con cua bởi nó ung thư là phải. Thầy công nhận không? Nhưng mà nếu cần thì ta cũng sát sanh. Tại vì trong chùa có những cái hình ảnh mà Đức Phật nói bây giờ có những khi mình cần phải cầm cái kiếm để mình chém. Vì Phật Pháp mình phải bảo vệ. Đức Phật có nói mà, phải không nè? Nay mình nói đây chứ có thầy ngồi đây mình đâu sợ sai. Đức Phật có nói nếu vì Phật, vì bảo vệ Phật Pháp mà cần tôi chém anh tôi vẫn chém. Đúng vậy không? Vì bảo vệ Phật Pháp. Vậy thì vì bảo vệ cái đám lúa này để mình sống thì cần giết cua là mình cứ giết. Vậy thì mình có phạm tội sát sanh không? Vẫn có. Nhưng mà cái tội đó vẫn được tha. Đúng không? Bởi vì cái miếng ruộng này nó nuôi 1000 người. Mà giờ để cho con cua nó sôi mậu như vậy thì rõ ràng là nó hết nước lúa chết. Mà lúa chết thì nuôi được ai? Vậy vì bảo vệ Phật Pháp tôi vẫn có thể chém anh được. Vì bảo vệ 1000 người ăn gạo này tôi vẫn có thể giết mấy con cua được. Tuy rằng tôi mang tội sát sanh nhưng tội này khúc đó khi tôi mất rồi thì Phật tính. Đó, lúc đó là mình tính thác cho Phật, đúng không? Mình phạm tội sát sanh thiệt, nhưng mà vì tôi cứu 1000 người này cho nên tôi vẫn phải giết mấy con cua này. Vậy mình tìm ra nguyên nhân là cua môi lỗ. Vậy khi đó mình giết mấy con cua rồi thì nước nó còn rỉ mội không? Hết rỉ mội rồi. Vậy là lúa mình trúng chưa? Vậy thì bây giờ cha nói tiếp. Bây giờ đây đây là một con người, đúng không? Bây giờ con bị ung thư gì? Con bị ung thư gì? Phổi không? Đây là một cái lá phổi của mình nó đang nằm đây. Không biết lá phổi bự nhỏ nhưng mà thôi chơi vậy đi. Đây là 2 lá phổi của mình, đúng không? Bây giờ ngay bây giờ đây, đây là lá phổi đây. Đây là cánh tay của mình đây. Đây là cánh tay của mình đây. Đó, cánh tay, đây cánh tay. Đó, cánh tay này, cánh tay bị ung thư phổi cho nên nó rũ xuống. Lá phổi này sưng lên. Lá phổi này lá phổi ung thư, lá phổi bình thường. Đây bây giờ 2 bệnh nhân này đang bị ung thư phổi là u phổi. U ác phổi, phải không? U ác tức là trong lá phổi có một cái khối u. Thấy không? Bây giờ mình làm sao mình trị khối u này? Tiêu diệt nó. Bây giờ mình tìm nguyên nhân nữa. Tại sao tôi bị khối u? Giống như nãy mình tìm cái nguyên nhân là mình thấy là tại sao mà tìm riết là ra nguyên nhân là cua môi lỗ. Mà con cua nó không có môi, nó môi hang để nó ở chứ không phải nó môi cái lỗ cho nước chảy. Nhưng mà nó vô tình nó môi cái hang, cái nước nó nặng quá, nó xì quanh kia là thử ra nó mất mạng. Đáng lẽ nó ra ngoài chỗ khác nó môi thì nó đâu chết. Không nè, tức là nó cũng đang gieo hết chỗ mày gieo ngay chỗ mà chỗ cúng, phải không? Đó, vậy thì bây giờ mình tìm ra được nguyên nhân là con cua nó môi lỗ cho nên mình tiêu diệt con cua thì tự nhiên cái bờ này không bị rỉ mồi. Đó nè, bây giờ mình tìm cái nguyên nhân tại sao anh bị ung thư phổi, đúng chưa? Tìm cái nguyên nhân tại sao anh bị ung thư phổi. Sau khi mình tìm được cái nguyên nhân này rồi thì mình khắc phục nguyên nhân này, tức khắc mình hết ung. Sau khi mình tìm được nguyên nhân là cua môi lỗ thì mình khắc phục con cua thì tức khắc ruộng mình không có mất nước. Đồng ý không? Các bạn đồng ý không? Đây các bạn già không à? Các bạn đồng ý khi mình diệt con cua rồi là mình tìm nguyên nhân rồi. Mình diệt được con cua rồi ruộng mình có mất nước không? Thì khi mình tìm cái nguyên nhân mà ung thư phổi là mình diệt cái nguyên nhân đó thì cái ung thư này nó hết không? Vậy thì nguyên nhân mất nước là do con cua nó sôi lỗ. Nguyên nhân ung thư là nguyên nhân gì? Tìm cái nguyên nhân đó. Bị gì ông gần chết, ông mới hiểu. Nguyên nhân là mình ăn sai thức ăn. Đồng ý chưa? Nguyên nhân là mình ăn sai cái thức ăn. Mình do bởi là mình ăn sai thức ăn, mình đổ thức ăn sai vào trong miệng mình đây. Đó. Thì nó mới chuyển xuống nó nuôi cơ thể mình. Vì cái thức ăn này là thức ăn không nano. Do vậy mà khi nó đi vào trong cái miệng mình thì cái nào nó nano được thì nó nano, nó thành nước nó đi. Còn cái nào nó không nano được thì thành chất độc nó đọng lại. Thì cuối cùng mình phải bị ung. ung thư. Vậy thì bây giờ để khắc phục cái ung thư này là nguyên nhân là do mình ăn sai thức. Dễ hiểu không? Mà dựa vào đâu để mình biết mình ăn sai thức ăn? Dựa vào tôn giáo và khoa học. Bây giờ dựa vào Phật giáo. Dựa vào Phật giáo là Đức Phật dạy mình không được sát sanh hại. Vậy Đức Phật có biểu mình ăn động vật không? Phải vậy không? Đức Phật đâu có biểu mình ăn động vật. Bây giờ dựa vào Chúa thì Chúa bảo là mình không được ăn động. Chúa bảo mình là ăn cây cỏ mang hạt giống. Mà giờ mình cãi lời ông Phật nè, cãi lời ông Chúa nè, thì đương nhiên là mình ăn ngược cái thức ăn mà ông Phật dạy, ông Chúa dạy, thì đương nhiên là mình ăn sai thức. Ăn sai thức ăn thì mình cho vào đây thì mình bệnh, đó là nguyên nhân dẫn đến mình bệnh. Vậy thì bây giờ để mình hết bệnh là mình cắt cái thức ăn này. Thầy công nhận không? Đức thầy công nhận ha. Mình cắt ngang cái thức ăn này thì bây giờ tự nhiên cái bệnh này nó đứng lại. Mình không nuôi nó nữa. Thấy không? Mình không nuôi cái bệnh này nữa. Vậy bây giờ mình cắt cái thức ăn này thì mình cho thức ăn nào vô? Sao mày biết? Giỏi quá, sao mày còn bệnh? Phát hiện chỗ này muộn phải không? Phát hiện chỗ này muộn. Vậy bây giờ mình cắt ngang cái thức ăn này rồi là tự nhiên cái bệnh này nó đứng lại 50%. Phải vậy không? Mình không nuôi nó nữa. Nhưng mà mình phải dùng một cái loại thức ăn khác là thức ăn nano. Thức ăn nano nó là trái cây mang hạt giống, nó là nước. Vậy mình đổ cái nước này vô trong này, đổ ngược trở lại để nó xúc rửa thì nó hết bệnh. Có hiểu không? Sao không? Ông thấy khoa học không? Hay là mê tín? Thầy thấy có khoa học có mê tín? Con thấy thì sao? Vậy con đến chỗ này trễ hay muộn? Sớm hay muộn? Chưa muộn còn cứu được phải không? Vậy là mừng đi. Phải không? Vậy cha chỉ cần nói nhiêu đây thôi là mình thấy mình trị bệnh được rồi, chứ đâu có gì. Phải không nè? Cha chỉ ra cho cái nguyên nhân mà mình bị bệnh. Giống như cha mới vẽ miếng ruộng ra là con biết nguyên nhân là diệt con cua là xong. Mà diệt con cua là sai với lời của Phật dạy là sát sanh. Nhưng mà đáng lý ra mày không được môi lỗ ở đây. Nhưng mày môi lỗ ở đây là mày phải chết. Vì mày gieo chứ không phải tao gieo. Vì tại nó chứ không phải tại mình. Cho nên nó phải chết vì nó phá. Vậy thì mình đang ăn sai thức ăn theo lời Phật dạy, theo lời Chúa dạy, mình ăn sai thức ăn. Thì khi mình ăn sai thức ăn tức có nghĩa là cái nguyên nhân dẫn đến mình bệnh. Mà dẫn đến mình bệnh bây giờ để không còn bệnh nữa thì cắt cái thức ăn này đi. Đó. Đây là thức ăn này, thức ăn không nano. Không nano. Bây giờ mình mới cho cái thức ăn là cây cỏ mang hạt giống. Cây cỏ mang hạt giống. Cái này sai thức ăn là động. Đó, ghi đỏ đi. Bây giờ mình cho động vật vô. Mình cho động vật. Tức là thức ăn á. Nè, mình chuyển thức ăn động vật này vô đây. Mà thức ăn này là thức ăn không nè. Khi mình chuyển vô trong này thì rõ ràng nó làm cho mình là bệnh rõ ràng. Đúng nè. Vậy bây giờ mình ăn trở lại cây cỏ. Mà cây cỏ là sao ăn? Cây cỏ là trâu bò ăn chứ mình ăn đâu được. Cho nên gọi là cây cỏ mang hạt giống. Cây cỏ mang hạt giống. Thì cái cây cỏ mà hạt giống, động vật là thức ăn không nano. Còn cây cỏ mà hạt giống này là thức ăn nano. Này là không nano. Còn thức ăn này là nano. Nano là nước. Còn không nano thì nó không thành nước. Thì khi mình cho thức ăn cây cỏ mà hạt giống là nano vào miệng mình thì nó sẽ xúc rửa cái khối u này. Thì nặng quá thì xúc rửa 3 tháng, nặng hơn 6 tháng, mà nhẹ hơn thì 2 tháng, nhẹ hơn 1 tháng. Thì mình xúc rửa riết thì nó sẽ. Đúng không con? Đúng không? Hợp lý với con không? Con có thấy nên chữa công nghệ này không? Có. Bởi vì con không còn chỗ chữa con nữa. Phải vậy không? Thầy thấy đúng. Thầy thấy khoa học hay là mê tín? Khoa học. Vậy bây giờ cha nói động vật là mình bác rồi. Mình khi mình đưa nó vào nó mới ra khối u này. Vậy bây giờ mình còn lại thức ăn cây cỏ mà hạt giống. Vậy thì cái cây cỏ mang giống này cụ thể đưa vào đây thì thứ nhất là cha đưa nó ba thứ. Thứ nhất đó là cháo nano. Cháo nano. Tại sao cha gọi là cháo nano? Vì cái bông lúa đó, cái hạt lúa, khi cái bông lúa mà khi nó trổ lên thì lúc này đây, khi nó trổ lên vài bữa thì tự cái hạt lúa đó nó mở miệng ra thì nó có cái nhị lúa. Thì cái nhị lúa đó nó hấp thụ với sương nắng gió tiết của trời. Rồi nó vừa hấp thụ xong rồi bắt đầu nó ngậm miệng lại. Thì khi cái hạt lúa mà nó ngậm miệng lại thì bắt đầu cái cây lúa đó, thân lúa nó đưa tất cả những cái chất ở dưới lòng đất lên hạt lúa. Đó nè, chất ngọt, chất chua, chất cay, chất béo, chất khoáng, chất đạm, đủ loại chất ở dưới đất nó đưa vào hạt lúa. Thì khúc lúc này khi hạt lúa mà nó ngậm miệng lại thì giữa cái chất ở dưới lòng đất đưa lên và cái chất mà nó hấp thụ của trời, tức là cha trời mẹ đất đó, thì lúc này đây nó mình bóp cái hạt lúa ra nó thành sữa. Thì sữa nó là nước. Nước này nó đã hòa tất cả các chất, nó hòa lại thành nước. Nó nano rồi, nó thành nước. Thì Chúa cho nó, trời đất cho nó một thời gian 20 ngày sau nó cô động lại thành cái cục, cái viên là cái hột gạo. Từ cái hột gạo đó mình cho mình nấu cháo ra. Cháo nano là cháo nước, nấu thành nước. Thì khi đó mình nấu cái cháo này ra thành nước thì cái nước đó, chính là cây cỏ mà hạt giống cho vào trong này. Thì cái nước đó là nó sẽ thay cái máu ung thư. Từng bước nó thay cái máu ung thư. Còn cái cháo, cái bã cháo đó là nó nuôi sống cơ thể mình. Thầy thấy khoa học ghê gớm. Mà thầy cũng hãy nhớ một điều là 7,5 tỷ người chưa ai biết. Vì nếu 7,5 tỷ người có người biết, thầy không tới đây, thầy không bỏ Nam Định vô đây. Thấy không? Thầy không bỏ Gia Lai vô đây. Rõ ràng cái hột lúa đó nó đã hấp thụ từ cha trời mẹ đất tất cả những cái tinh chất của cha cho mẹ ban, cha ban mẹ cho, nó hấp thụ lại thành sữa. Sữa nó chính là nước, nó nano thành một hết. Thì khi đó nó đông đặc lại thành một cái viên. Thì từ cái viên đó mình mới nấu ra thành cháo, cháo nước. Thì khi cái nước đó mình cho vào trong này, bắt đầu nó thay máu mình, nó lọc máu. Nó lọc máu xong rồi thì cái cháo đó còn lại là nó nuôi sống cơ thể mình. Có ai nói trên đời này ăn cháo mà chết không? Nói cho anh nghe coi. Hả? Ngoa mẫn không có. Có ai nói với ông là năm nay gần 70 rồi, có ai nói ông ăn cháo chết không? 75 tới 78 ông bo với cháo không mà chết ai đâu. Phải không? Không chết. Vì cái cháo đó nó nuôi dưỡng cơ thể mình. Tuy rằng mình là không mạnh khỏe, cường tráng nhưng mà mình không chết. Còn cái nước cháo đó chính là cái thuốc để thay máu mình. Mà khi chúng ta khát rượu đó thì rượu đó nó xuất phát từ đâu? Từ gạo. Vậy khi con trật tay trật chân con lấy rượu con tha vô hết không? Hết. Vậy là rượu đó phát xuất từ gạo đó. Hơn nè, gạo cái nước trong rượu, trong gạo đó là nước thuốc đó. Cho nên khi con trật tay, trật chân, con lấy rượu, con tha vô là tự động con ấm gân, ấm cốt, nó trả trở lại bình thường cho mình. Thầy công nhận chỗ này không? Phải không nè? Vậy cái nước cháo này thì cái nước đó chính là thuốc. Thuốc cho vào cơ thể này để thay cái máu, mình lọc máu từ từ. Cho nên đây gọi là công nghệ nano. Được gọi là công nghệ nano. Đó, được gọi là công nghệ nano. Vậy cái công nghệ nano này, bước 1 là cha lấy cháo nano, cha lấy gạo, cha nấu thành cháo, cha cho vào cơ thể để thay máu. Và bã cháo đó ăn để mà dinh dưỡng, nuôi sống cơ thể. Bước 2, cha cho lá rừng. Lá rừng. Lá rừng tức là lá rừng này được khoa học chứng nhận. Lá rừng này có một nhiệm vụ là nó là chống lại oxy hóa. Thì cha lấy cái lá rừng này, cha nấu nó ra thành nước. Thì khi nấu nó ra thành nước thì cho vào cơ thể là một lần nữa. Thì cái lá rừng này nè, cái nước của lá rừng này nè, nó rửa cái viêm nhiễm này, nó rửa cái khối u này. Giống như bây giờ con bị đứt tay thì mỗi sáng con phải lấy cồn con rửa cho nó sạch, rồi con mới đắp lại, từ từ nó lành. đúng vậy không con? Thì ở trong này con đâu có lấy cái ben con vô con rửa được. Cái một ghẻ trong thổi mình không lẽ mình lấy cái ba mỗi sáng mình phải ngoái nó sao ngoái được. Vậy thì dùng cái lá rừng này nè, nấu thành nước uống vào cơ thể, bắt đầu cái lá rừng này tự động nó rửa cái một bún này, rửa khối u này, nó rửa riết, rửa ngạn miếng rửa riết, nó mòn mỏi nó rửa sạch cái khối u này. Điểm thứ ba, cha cho rau vườn, rau vườn á, rau u chứ không phải rau. Rau vườn này, rau tập tàn nè, rau bình ngót, rau chùm ngay, rau nhãn lồng, rau cỏ, các thứ cha nấu thành nước. Nấu thành nước cha cho vào đây một lần nữa để nó hỗ trợ với cái cháo này nè. Hồi nãy mình ăn cái cháo này là chưa đủ dinh dưỡng, vậy cha lấy cái rau vườn này, củ cà rốt được không? Nó có chất bổ không? Mình nấu ra thành nước, mình cho vào cơ thể để nó hợp tác với cái bã cháo này, nó làm dinh dưỡng cho cơ. Hấp định không? Dễ hiểu không? Đó gọi là công nghệ nè. Từ xưa đến giờ tụi con có nghe ai dạy công nghệ này chưa? Thầy có nghe bao giờ chưa? Xin lỗi, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi nè? Thầy 40, mới nghe lần đầu tiên. Nhưng nghe thấy đúng không? Thấy hấp dẫn không? Và cũng chưa có ai nói được công nghệ này, phải vậy không? Hồi nãy cha nói từ Đức Phật, Đức Chúa không cho phép mình ăn sai thức ăn. Vì cái nguyên nhân mình phát hiện ra mình bệnh là mình sai thức ăn, ta cắt ngay cái nguyên nhân đó liền. Và ta ta tiếp ứng cho cơ thể bằng một cái phương pháp khác và gọi là công nghệ na. Ta lấy nước của tất cả những thứ này, ta biến nó thành nước, ta đổ vào trong này. Thứ nhất là lọc máu, thứ hai là rửa cái vết thương, thứ ba là hỗ trợ dinh dưỡng để nuôi sống ta. Vậy hết không con? Quá dễ không? Quá dễ. Vậy còn gì nữa đâu để chữa bệnh, về nhà làm đi con, khỏi cả ở đây. Được không? Hả? Tại sao không được? Nghe là không ai nói sai hết đó. Mà nếu sai cha không có nhận từ Nam Định vô đây, phải không nè? Mà nếu cha làm sai chính quyền cũng giải tán cha luôn, phải không nè? Nhưng tại sao nó lạ? Tại sao người ta còn nghi ngờ? Là bởi vì đây là một công nghệ, công nghệ mới, công nghệ nano. Từ xưa đến giờ chưa có ai trị bệnh bằng công nghệ, trị bằng thuốc không à. Con bệnh con lời bác sĩ nó cho uống một chốc thuốc, uống cái ọt vô trong bao tử nằm đó, chừng nào mày tan thôi, không tan mày chết. Tan thì mày may mắn, không tan mày chết. Còn này cho dùng nước, cho vào cơ thể tự động là nó thay đổi hết tất cả. Khi uống vào bao tử tự động nó rút đi liền. Nó thấm vào gân, vào cốt mình hết trơn, tất cả những thứ mà nước mình cho vào. Thì rõ ràng cái bệnh này có lớn không? Thầy thấy có lớn không? Hả? Bệnh này có thể khó chữa không? Khi mình thấy hết tất cả những cái bằng chứng trước mắt mình thì bệnh này không còn khó chữa. Mà nếu như mình không hiểu thì bệnh này khó như hơn lên trời. Cho dù thầy có đạt thần thông quảng đại, thầy cũng không giải quyết được. Đúng vậy không? Cho dù thầy có lên tới là thượng tọa hay đại đức hay là sáu lỗ, không giải quyết được nếu thầy không hiểu. Hả? Chín lỗ cũng không hiểu luôn. Cho dù là ông giám mục đội mão bò cạp cỡ nào cũng không hiểu được. Thầy công nhận không? Con công nhận không? Mà cha hiểu cách đây 20 năm rồi con, 20 năm. Vậy cha hiểu lâu chưa? Hồi 20 tuổi là cha đã nắm cái công nghệ này. Hồi 20 tuổi thôi là cha đã hiểu được cái công nghệ. Năm nay cha 42 tuổi rồi, chuẩn bị bò lên 43 tuổi. Bò lên chứ chưa lên. Vài bữa nữa bò lên 43 tuổi. Cha đã nắm cái công nghệ này trong tay của cha là 20 năm rồi. Đâu có lý do mà cha chữa hỏng được. Con không hết bệnh là con về quá trễ. Con không hết bệnh là con không theo phác đồ, chắc chắn con phải chết. Còn nếu con theo phác đồ chắc chắn 100% con phải sống. Rõ ràng là cha chỉ cho con. Trên đời này chưa có một ông bác sĩ nào hiểu như cha hiểu. 7,5 tỷ người cha dám bảo đảm với con. Dù anh là thượng tọa, anh là đại đức, anh là hòa thượng, anh là giám mục, anh là hồng y, anh là giáo hoàng, anh là tổng thống, anh là nhà khoa học cũng không hiểu luôn. Cha bảo đảm. Và cha nói hôm nay có mấy người này nghe, chứ ngày mai 1 triệu người nghe con nghĩ. Cha lên mạng rồi hàng triệu người sẽ, mà bản thân thầy cũng như những người khác, thầy nghe thì chấp nhận nó là đúng, thì người khác cũng như thầy chứ họ không giỏi hơn thầy được. Thầy công nhận không? Cha lấy ví dụ từ cái hạt gạo, hạt lúa. Cha lấy ví dụ từ cái lá rừng mà khoa học đã chứng minh. Cha lấy ví dụ từ rau dường, củ tỏi, củ hành, củ gì đó vân vân, củ cà rốt gì đó, nó là chất bổ để nuôi sống vào cơ thể cùng với cái bã cháo. Rồi cái nước cháo này nó sẽ thay máu mình, rồi cái lá rừng này nó sẽ rửa cái khối u này tự động con hết. Khoa học bó tay, thầy công nhận không? Khoa học bó tay. Mà đến với cha Tường chỉ cần diện chẩn anh thôi chứ không cần mổ xẻ anh, mệt mỏi lắm. Tôi chỉ trị bệnh cho anh như thế thôi, mà với điều kiện anh phải nghe lời phát đồ này, nhất định sẽ được. Còn cãi là anh hết. Thầy Thanh thấy sao? Mấy thầy diện chẩn mình thấy sao? Mỗi lần nhận bệnh mình dạy cho các diện chẩn thêm. Tuy rằng các diện chẩn ta hiểu hết á, nhưng mà cha nhắc lại, cha nhắc lại cho họ để họ hiểu thêm. Nhưng mà cha không giấu cái công nghệ của cha, cha không giấu. Hãy con lại đây cha cứ chữa, cứ chữa. Chị con ơi, tình yêu sẽ đáp trả bằng tình yêu. Cha cho đi thì cha nhận nhiều hơn. Cha dám cho thế giới biết cái công nghệ này thì thế giới nó sẽ cho cha nhiều hơn. Thầy công nhận chỗ này. Cha giờ cha lấy ví dụ một cái quả chuông. Thầy ở chùa thầy có đánh chuông rồi. Cha lấy ví dụ một cái quả chuông. Đây là cái quả chuông, thầy công nhận không? Đây là trứng giái của nó chứ gì, gọi đại trứng giái đi chứ gì. Mắc cỡ khỉ gì trứng giái. Giái chuông. Thì thầy lấy cái cây, đúng không? Đó, thầy đứng đây là thầy đánh cái ầm vô cái chuông thì trứng giái nó qua đây. Thì nó phải quất trở lại cái. Nó quất qua đây cái ầm thì nó phải trả trở lại cái ầm. Có phải là tình yêu đáp trả bằng tình yêu không? Vậy thì khi cha cho thế giới công nghệ này là cho bằng tình yêu thì cha sẽ đáp trả bằng tình yêu. Cái chất xám của cha là 20 năm cha đã nghiên cứu, mà cha dám cho thế giới thì đương nhiên thế giới nó phải cho cha bằng những cái gọi là những cái giải Nobel y học. Phải vậy không? Mà cha đâu có khùng để cha giấu, vì cha phải cho thế giới để cứu thế giới. Bởi vì cha biết hiện giờ là không ai hiểu được công nghệ này hết. Bệnh thì lên bệnh viện nó mổ sẽ tốn biết bao nhiêu tiền, nhưng mà rồi về đi chết, không nè. Vậy cha dùng tình yêu thì cha sẽ nhận lại bằng tình yêu. Cái giá chuông khi quánh cái ầm vô đây thì giá chuông vô đây cái ầm, nó qua đây cái ầm. Khi cha cho thế giới công nghệ này thì thế giới cho ngược lại cha liền, đúng vậy không? Cha đâu có sợ mất công nghệ này, cho nên cha dạy cho thế giới hiểu. Sao các bạn thấy sao? Vậy đó. Cha cho thế giới mà, cha cho thế giới, này để nó tươi đẹp. Từ Bắc vô Nam nói liền nắm tay thôi, từ Nam Định vô đây con nắm tay thôi. Mà nếu cha không cho công nghệ này con vô đây được không? Gia Lai vô được không? Mỹ gửi về được không? Bác sĩ Mỹ nè con, bác sĩ Mỹ nè, năn nỉ cha gửi về nè. Noel này con về con hậu tạ cha, gửi ông Tạ vô đây thì chắc hậu Tạ tạ quá. Gửi ông Trần Văn Tạ vô đây chữa bệnh, bác sĩ Mỹ á, thì đương nhiên ông về ông phải hậu Tạ tạ chứ hậu Tấn nữa con. Ha, Tấn rồi Tạ đó, hậu Tạ tạ chơi vậy. Gửi nghe ông Tạ về hậu Tạ luôn. Vậy cha đã nói xong cái công nghệ cho chữa bệnh rồi nha. Rồi cái lý do cha nói rõ ràng bây giờ là cha mong rằng cha không nói lời được nữa, cha nói lời cha nói sai. Cha đã nói, cha nói đi rồi cha không nói lời, vì cha biết cha nói lời sẽ nói ngược cái nói đi. Vì những gì cha nói không phải là tự cái trí cha hiểu thêm đâu, mà ơn trên cũng soi sáng cho cha hiểu thêm. Ở bên đạo Phật gọi là vô vi hay gì đó thế nè, bên cha gọi là ơn Chúa soi cho cha hiểu thêm, chứ mà tự cha hiểu. Ngay khi cha đang nói cha lại hiểu thêm. Cái đó không ai giết cha được hết á. Cái đó là cái thượng đế an bài, không ai giết cha được. Mà cái đó thế giới phải mừng, đúng không nè, phải mừng. Vậy cha nói rồi, bây giờ ai không hiểu thì chờ cái clip này lên mạng mình mở lên mình nghe thầy ha. Thấy con ha, mình nghe để mình cứu người thân của mình nha. Vậy hôm nay thầy thấy thầy dắt Phật tử là con của thầy đến đây, thầy thấy thầy vui không? Thầy thấy thầy tự tin không? Hoan hỷ không? Con thấy con dắt những người đi con thấy con vui không? Phải vui. Còn những người bệnh con thấy con được cứu sống chưa? Đúng chìa khóa. Trao cho con đúng cái chìa khóa. Bây giờ chìa khóa đó là ai? Là công nghệ nano. Bây giờ để ai lái cái con thuyền này để cho các lương nghi người ta lái con đi. Nhẹ nhất là 1 tháng, chậm nhất 3 tháng, trung bình là 2 tháng. Trong giai đoạn này con là chiếc xe để cho các thầy tâm sửa. Người ta rã máy ra người ta sửa. Thì người ta lau chùi, người ta rửa ráy ở trong cái... Rửa thôi chứ không có rái này. Gì đâu, rửa. Tiếng Việt Nam có vụ rửa rái đâu, nó ớn thôi. Xúc rửa trong này. Để cho các lương y người ta xúc rửa con trong này nhé. Tự động là con hết. Còn cái bệnh chàm của con, bệnh nhỏ không bàn. Ông thầy Năm, ông làm 3 bữa con hết chàm rồi. Tuy rằng con bị chàm 10 mấy 20 năm, để về ông làm 3 bữa rồi, dẹp cái vụ chàm qua bên. Lộn xộn lắm, ngoài da mà có gì đâu. Bây giờ rửa cái mục ở trong hỏi nè mới quan trọng. Hơn là cái mục này ở trong này mình không thấy đường rửa thì để cho các thầy nó sẽ rửa. Ta có cách xúc rửa. Ha? Con gì con rửa rái không hết. Rửa rái là sơ rửa bên ngoài, con này xúc rửa. Nha. Cha nói hết rồi nha. Hy vọng rằng mọi người lên mạng nghe trở lại để hiểu thêm. Rồi mọi người vui vẻ rồi phải không? Còn tới đây khám bệnh thì khám bệnh là yêu thương và cho. Cho không lấy tiền ai hết. Sau khi hết bệnh đứng dậy mà đi về, cha làm cho một nghi thức, cha ký cho con một miếng giấy con hết ung thư để con hòa nhập vào cộng đồng. Mà cha ký con mới được hòa nhập cộng đồng, người khác ký nó không tin con hết ung thư. Thầy công nhận, cho dù thầy có ký cho nó hết ung thư người ta không tin nữa. Cha từng ký người ta sẽ công nhận. Thấy không? Cha từng ký nhất định ta sẽ. Bởi sao? Bởi vì đây là cái công nghệ mà cha từng đã mất 20 năm nội chiến từng ngày, không ăn ngủ con. 20 năm không ăn ngủ từng ngày. Vậy thì chỉ cần con được cái chữ ký của cha là thế giới nó sẽ công nhận con hết ung thư. Chứ không phải má con hay là vợ con. Thế giới nó sẽ công nhận con là người không còn ung thư, lành tính. Có nghĩa là một người bình thường không có bị bệnh, không bị bệnh nan y. Nha. Vui chưa? Vui ha. Vô đây trị bệnh không lấy tiền. Nhưng phải làm một miếng giấy chết không ở tù. Ai biết mày nửa đêm nửa hôm mày trúng gió mày chết thì sao? Ngoài này ngoài trảng không? Không nè. Rồi mày chết mày đổ thừa ông thầy này dẫn đi đâu vậy? Đổ thừa mấy cô này dẫn đi đâu vậy đâu được. Đổ thừa bác sĩ gửi tùm lum. Vậy khi đã vô đây trị bệnh rồi là thân xác con. Giống như nãy cho nói con là một chiếc xe hư rồi để các thầy ta tháo ra ta rửa. Xúc cho mình. Nha. Thì ta tháo tới đâu, xúc tới đâu. Ta thấy là hôm nay con ở đây, ngày mai con ở kia, mốt con ở nọ. Con cứ đi theo để người ta rửa xúc. Rồi từ từ con hết bệnh, cha ký cho con một cái là thế giới nó sẽ công nhận con hết bệnh. Hiện nay thế giới nó đang kiếm cha nó mua công nghệ này mà cha còn giấu. Cha giấu nó chứ cha khoe trên mạng. Cha giấu mấy thằng mua mà cha khoe trên mạng. Ông cha tưởng đi ngược. Bởi vì ông biết là tình yêu sẽ đáp trả bằng tình. Bán chi cho con, cho mấy sướng con. Phải không nè? Bán không có mấy xu đó á. Ví dụ con bán công nghệ này là 100 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà con cho một cái là nó hàng triệu tỷ Mỹ Kim. Phải vậy không? Vậy mày tính tao khôn à là ngu. Cha nghĩ rằng nếu cha bán thì có 100 tỷ Mỹ Kim thôi. Mà nếu cha cho thế giới là thế giới nó cho cha hết luôn. Chứ không có nói vụ Mỹ Kim ở đây. Không tính bằng tiền được. Không tính bằng tiền được. Vậy 20 năm nội chiến từng ngày xứng đáng vô cùng. Thế nè. Hôm nay cha sắp chết rồi. Cha mệt rồi. Cha già rồi. Không phải cha già tuổi, mà cha già cái đầu của cha dữ lắm rồi. Cha muốn nghỉ ngơi rồi. Nói như theo đạo Phật là cha muốn nhập thất rồi. Nhập thất để nghỉ ngơi. Thì vài bữa nữa đây thôi cha cũng nghỉ ngơi. Cha giao lại cho các lương y bác sĩ lo. Vì cha đã truyền nghề hết lại cho các lương y bác sĩ. Lương y bác sĩ của cha ở đây là nó có 20 mấy tuổi rồi con. Nhưng mà nó đứng trước ung thư là nó coi như trở bàn tay vậy hả? Không có lớn lao rồi. Mà khoa học thế giới là bỏ tay à. Mà lương y của cha nó dòm được con ung thư nữa, coi như trở bàn tay. Lạc qua, lạc lợi, lạc riết, con lăn qua lộn lợi riết con hết bệnh con về. Còn người khác dòm vô con ung thư bỏ chạy luôn. Nó lây nữa. Chẳng những chữa không được mà nó lây tôi nữa. Lỡ mà nó ba cái đờm phổi nè, lây cái chết luôn. Mà vô đây không có chuyện lây nữa đâu. khống chế còn 3 ngày rồi nó lo ung thư, nó lo chết chứ có đầu lại người khác, hiểu không? Tại vì khi con dùng cái công nghệ này là tự động đó, con cắt đi cái đường mà không nano của nó là tự động nó hết thức ăn nó chết. Rồi con đưa cháo nano vô là nó lúc này là cơ thể con nó sai máu mới đẩy máu cũ, máu mới nó tạo ra máu mới, thì máu cũ nó không có chỗ đứng thì nó phải đi đâu? Ra ngoài, nó phải đào thải ra. Vậy thì nó ở không đâu nó lây con, nó đâu có thời gian, nó đâu có sức khỏe mà nó lây người khác, phải không nè? Vậy em tìm chỗ này là đúng chưa? Vậy bác sĩ Đông giới thiệu đúng không? Bác sĩ Trưởng giới thiệu đúng không? Bác sĩ Đề Vũ giới thiệu đúng không? Tới bác sĩ Mỹ chứ bác sĩ Việt Nam, bác sĩ Mỹ. Rồi vậy ha, bây giờ tất cả mọi người cùng lên xuồng ký tên được chưa? Rồi ký đi, cha nói vậy tới đây rồi ký đi. Rồi. Rồi, đây là hai cái quyết định nha. Quyết định của cha ký ra nha. Ha, đây là quyết định cha ký cho để làm giấy bảo lãnh nha. Điểm Hội Chữ Thập Đỏ yêu thương cho không nha. Thầy sẽ giữ lại bản này để thầy về chùa của thầy, để có ai hỏi thầy đi đâu thì thầy có cái bằng chứng này để thầy xuất trình ra ha. Rồi bây giờ đây là hai cái giấy bệnh nhân được ký là yêu thương và cho không nhé, yêu thương và cho không. Thì đó là những cái cha đã làm giấy xong rồi, phần còn lại cha giao về cho ban diện chẩn nha. Ban diện chẩn lát là giải quyết chuyện này cho cha nha. Rồi bây giờ có ai ý kiến gì không nè? Có ai ý kiến gì không? Dạ, không. Ừ. Thầy có ý kiến gì nữa không? Thầy nói thêm Nam Định vô đây. Vâng, xin phép cha cùng quý bản hội thì thay mặt cho quý thầy, quý Phật tử ngoài Nam Định thì chân thành cảm ơn tấm lòng nhân đức của cha đã hướng dẫn ra cái công nghệ nano này rất là khoa học, rất là tốt. Mình cũng mong em cũng chịu khó theo phác đồ của cha cũng như quý hội chẩn để cho mau khỏi bệnh về quê hương. Thay mặt cho quý Phật tử Nam Định thì xin chân thành cảm ơn cha cùng quý hội chẩn các bác bệnh nhân ở đây. Chúc cha ngày càng phát triển cứu cho bác dân chăm họ, chúc cho các quý bệnh nhân mau khỏe. Vâng, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn thầy nha. Thôi bây giờ mình đứng lên đọc kinh ha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như là có trước vô cùng và bây giờ. Chúng con càng vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi sáng thấy mở Đức Chúa Trời sáng thấy dễ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bây giờ mời thầy và mọi người vô phòng khám nha. Một lần rồi xong. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Trời đâu có lòng từ bi là đấy. hết sức hết cả trí khôn.